có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất nước? Có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục phải sống trong xích xiềng, nô lệ, lầm than? Nước mất, nhà tan, cái riêng, cái chung đều trở thành vô nghĩa. Trong tiến trình cách mạng, có những cuộc khởi nghĩa, những cuộc nổi dậy đã được chuẩn bị hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Nhưng lại có cuộc khởi nghĩa do đất trời, do khí thiêng non nước hôn đúc mà thành. Như cuộc khởi nghĩa tháng 8, thời cơ vận hội lại đỏ. Màu đỏ của cờ, của máu, của hoa, của nỗi niềm khát vọng và trên hết, trước hết là màu đỏ của lịch sử tranh đấu đẫm máu và nước mắt không cho chúng ta dừng lại. Đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Lời của Bác
người Việt Nam từ trong tăm tối đi lên một vị trí được kiêu hãnh, ngẩng cao đầu giữa trời xanh. Thank you.
và xin